chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này á, thì mình quay về một cái vườn chanh dây của anh Dương Văn Sĩ ở huyện Krông Anna, Đắk Lắk. Thì cái vườn chanh dây này của anh á, thì nó bị bệnh, thứ nhất là bệnh héo trái, có nghĩa là thời tiết buổi sáng á, khi mà sáng sớm ra chúng ta nhìn trái rất là căng, cho đến thời điểm mà chiều á, tầm 2 đến 3 giờ á, thì trái bắt đầu á, là có hiện tượng á, là teo lại đó, các bạn nhìn thấy teo lại hết, teo và tóp lại, hẹn như là thiếu nước. Thì qua clip này á, thì sáng nay mình cũng đã đến vườn và kỹ thuật tư vấn rõ ràng cho bên Dương Văn Sĩ ở huyện Krông Anna. Thì ở vườn chanh này á, rất là sai và tốt, nhưng mà chỉ có bị hiện tượng là teo trái. Thì mình cũng có hướng dẫn cho anh về cách xử lý thuốc, phun thuốc như thế nào để đạt hiệu quả. Thì với clip này á, thì vườn chanh dây này á, rất là sai, vì một phần á, là bị côn trùng kích thúc, đó là con ruồi vàng, và cái thứ hai á, là bị rệp. Thì mình khuyên bà con rằng á, nếu mà chúng ta điều trị không hết á, thì bà con có thể gọi điện thoại chúng tôi, có thể tư vấn bà con rõ về cái nguyên nhân, những cái biện pháp phòng trừ cho cây chanh dây. Hiện tại cái chanh dây nó rất nhiều bệnh và bà con chúng ta không biết được nó nằm ở bệnh nào, phần thì thối rễ, phần thì phấn trắng, phần thì da cóc. Thì với cái vườn chanh dây này chỉ có một bệnh đó thôi, mà mình kiểm tra rễ thì tất cả các rễ của trên cây đều rất là tốt và đẹp, chưa có hiện tượng gì hết. Thì cái này mình cũng có hướng dẫn bà con là cái vườn này là thiếu vi lượng đa lượng và bị côn trùng kích thúc, và bón quá nhiều hóa học với cái vườn chanh dây này, nên giờ mình cho kỹ thuật tiến hành. Với cái vườn này thì mình cho kỹ thuật kiểm tra rễ, cây và tất cả thành phần khi mà sử dụng thuốc. Thì ở anh Sĩ này á, thì anh cũng tiến hành trực tiếp được nhân viên kỹ thuật bên mình tư vấn và tiến hành xử lý vườn trong một buổi chiều nay. Đó là lúc 1 giờ á, thì chúng ta tiến hành ra vườn xử lý và bơm thuốc luôn. Thì cái clip này á, thì bà con vui lòng xem. Thì ra là trực tiếp về cái ngày giờ có đẳng với bà con, vui lòng xem, nó ngày 20 tháng 4 2017 lúc 13 giờ 29 phút. Thì chúng ta xử lý trực tiếp phun máy đầy đủ tại gốc luôn, và thắc mắc của nông dân được giải đáp hoàn toàn hết khi mà nhân viên kỹ thuật xuống. Thì bà con cứ xem, vì những clip này á, thì bên mình luôn quay thật, nói chung là trực tiếp khi mà xuống hướng dẫn bà con những cái thành phần nào, vì đã một số bà con á sẽ luôn luôn tìm tòi và tham khảo được những cái mô hình á mà bên chúng tôi á xử lý như thế nào, với những loại bệnh như thế nào. Thì những cái loại thuốc bên tôi á thì sẽ luôn hướng dẫn cho bà con những loại thế là con mua ở ngoài xử lý được nó sẽ hết. Vì bệnh á, thì ai cũng muốn mình hết để được năng suất cao. Thì nông dân mình thì muốn cái đẹp hàng đầu, vì cái đẹp á, thì nó luôn được giá cao và luôn hoàn hảo. Thì nhân viên chúng tôi luôn nhiệt tình và tâm huyết khi mà đến hướng dẫn cho bà con những cái kỹ thuật về xử lý phun thuốc như thế nào, phun vào thời gian là hiệu quả, làm sao để chanh dây chúng ta luôn luôn được đẹp và được giá thành cao. Thì đó bà con xem này, thì phun máy thì tất nhiên là đòi hỏi cái chu trình chúng ta đi rất là nhanh, nên khi quay clip này á, thì bên chúng tôi quay có cái độ xử lý là không được đẹp mấy, nên bà con có tham khảo thôi, để những clip tiếp theo á, xử lý các trường hợp khác á, thì nó sẽ đẹp hơn. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi, thì mình sẽ quay những cái video tiếp theo cho bà con xem. Còn tiếp đến là mình sẽ quay những cái video mà khi mà kỹ thuật chúng ta đến xử lý những cái vườn nào, ví dụ như bệnh nào, thì chúng tôi sẽ up thẳng lên cho bà con xem để bà con có thể tham khảo và khắc phục. Thì với cái trường hợp này thì mình cho nông dân này sử dụng biện pháp đó là tố vi lượng đa lượng và tiến hành phân bón lá và những cái thuốc để trừ côn trùng như là mùng nữa, để tránh tình trạng mà côn trùng kích thúc nó lây lan và những cái khu vực chúng ta chuẩn bị trồng những cái đám mới. Chúng ta luôn phải tỉa cành thông thoáng cho cái cây chanh dây. Thì ở vườn chanh dây này bà con xem nè, đi tới đâu thì trái tới đó, sản lượng rất là sai và đẹp. Với năm sào này thì nông dân này trồng lứa đầu bói này á, thì sản lượng tầm khoảng 10 đến 15 tấn. Đó là vụ đầu của cái lứa chanh này. Thì cái mô hình này thì cũng trồng kết hợp với tiêu, thì có thể ăn được từ 2 đến 2 năm rưỡi, vì khi đó là tiêu chúng ta bò chưa có phủ vàng. Thì mỗi bà con nông dân có một kinh nghiệm riêng trong một cái cách trồng của mình riêng. Thì với anh Sĩ này thì ảnh tiên phong đi đầu bên cái cây chanh dây ở huyện Krông Anna. Thì qua clip này á, bà con cứ tham khảo và có gì thắc mắc hoặc có muốn bên mình tư vấn về cái kỹ thuật trồng hay là xử lý bệnh như thế nào á, thì vui lòng gọi điện thoại ở dưới số điện thoại này. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip, và bà con cứ xem theo dõi clip về cái quy trình phun thuốc trên cây chanh dây ở bắt đầu giai đoạn xử lý đất. Xin cảm ơn bà con ạ.